Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng một phân tử gọi là hypocretin điều chỉnh giấc ngủ. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến hai chứng rối loạn giấc ngủ, mất ngủ và chứng ngủ rũ. Những người bị mất ngủ, một chứng rối loạn ức chế khả năng đi vào giấc ngủ, có thể có quá nhiều hypocretin trong não. Những người bị chứng ngủ rũ, một chứng rối loạn làm giảm khả năng tỉnh táo trong ngày của một người, có thể có quá ít. Hypocretin đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong các cơ sở lâm sàng và đang được nhắm mục tiêu trong các liệu pháp điều trị rối loạn giấc ngủ. Daridorexant, một loại thuốc có thể được sử dụng để điều trị những người bị chứng mất ngủ, hoạt động bằng cách nhắm mục tiêu vào các thụ thể hypocretin trong não. Có hàng chục nghiên cứu lâm sàng khác đang được tiến hành liên quan đến hypocretin nhằm tìm hiểu cơ chế của phân tử và phát triển các phương pháp điều trị mới cho những người bị rối loạn giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen và Đại học Aalborg đã phát hiện ra một bước phát triển mới thú vị trong lĩnh vực này, liên quan đến một trong những cơ chế tế bào ảnh hưởng đến mức độ hypocretin trong não. Các nhà nghiên cứu này đã phát hiện ra một phân tử nhỏ được gọi là MICRONA-137, MIA-137. MIA-137 được tìm thấy trên khắp cơ thể con người nhưng đặc biệt rõ rệt ở các vùng não điều chỉnh giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu này đã có thể chỉ ra rằng các đột biến cụ thể trong MIA-137 gây ra cảm giác buồn ngủ bất thường vào ban ngày ở chuột và cá ngựa vằn. Vì MICRONA được di truyền, phát hiện này ngụ ý rằng một số mô hình giấc ngủ bất thường cũng có thể được di truyền. Điều này có thể cho phép các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp chẩn đoán rối loạn giấc ngủ bằng cách sử dụng các xét nghiệm di truyền hoặc thậm chí là các phương pháp sàng lọc di truyền cho những rối loạn này. Nghiên cứu này có thể có ý nghĩa về sự hiểu biết về rối loạn giấc ngủ và thậm chí về các phương pháp điều trị dành cho những người bị rối loạn giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ức chế MIA-137 đặc biệt trong các tế bào thần kinh hypocretin dẫn đến thời gian tỉnh táo kéo dài hơn. Trong tương lai, một phương pháp điều trị có thể được phát triển để ức chế MIA-137 ở những người mắc chứng ngủ rũ. Kể từ khi nghiên cứu về các phân tử giấc ngủ trước đây chỉ tập trung vào hypocretin, tiến bộ thú vị này mở rộng chân trời của nghiên cứu giấc ngủ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!